Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái phần mềm chuyên tính tiền cho cái mô hình về như vật liệu xây dựng hay là trang trí nội thất và điện nước. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách để điền những cái thông tin cửa hàng công ty là trên hóa đơn khi bán hàng cho khách hàng. Để bước đầu tiên thì mình sẽ vào một hệ thống này, rồi mình vào một hóa đơn, thông tin hóa đơn. Thì mình vào một thông tin hóa đơn này thì mình sẽ điền những cái thông tin tên cửa hàng và công ty của mình vào, tiếp theo là địa chỉ và số điện thoại trên hóa đơn. Và bước tiếp theo là những cái mi-in, tay mi-in và mẫu hóa đơn cần in. Đó. Thì trong mẫu hóa đơn này thì nó có nhiều mẫu hóa đơn, thì mình sẽ bấm mũi tên xuống này, thì cửa hàng và công ty của bạn dùng cái phần mềm này để in trong mi-in loại nào thì bạn sẽ chọn cái mi-in loại đó. Nếu các bạn chọn mi-in 80 thì là 80, còn nếu các bạn chọn mi-in A5 thì gọi là A5. Thì nếu hiện tại là mình chọn mi-in A4 thì A4. Đây là những cái thông tin cần thiết mà các bạn đã cần điền tên một cái hóa đơn để mà xuất cho khách hàng bán hàng của cửa hàng của mình. Khi các bạn điền thông tin xong thì các bạn bấm nút lưu này là xong thông tin. Tiếp theo có một cần thiết nữa cho kỹ thuật là trong này nó có những đỡ mật khẩu này, nhân viên phân quyền. Đó. Là những mục này là dùng cho quản lý để người ta sẽ thể phân quyền cho những cái cấp bậc khác nhau để mà làm việc. Mình ví dụ mình vô một phân quyền này thì trong này nó có nhiều cái cấp bậc khác nhau, như quản lý, bán hàng, kế toán hay là nhân viên. Nếu quản lý thì các bạn phân toàn quyền, thì những cái mục nó có dấu chép này là được dùng và những mục không có dấu chép là không được dùng. Tương tự như vậy các bạn cũng chọn bán hàng, thì những cái mục nào các bạn cần thiết cho nhân viên dùng bán hàng thì các bạn chép vào, còn không thì nó sẽ không hiện lên. Đó là cái mục phân quyền để mà mình quản lý theo từng cấp bậc khác nhau cho một công ty và cửa hàng của mình. Đó, mình giới thiệu sơ qua về cái tính năng về phân quyền cho kỹ thuật. Rồi tiếp theo là cái khách hàng. Nếu các bạn có một số danh sách khách hàng đã có sẵn thì các bạn vào đây khách hàng để các bạn nhập những cái thông tin khách hàng vào đây, để khi các bạn bán hàng là các bạn nhập cái tên là được, là xong, là một khách hàng thân thiết. À, thì trong một khách hàng này nó có sẵn luôn cái mục là nhà cung cấp. Đây mình cài sẵn cho cung cấp đây. Đó, là những nhà cung cấp là mình thường lấy hàng, thì để mình biết sau này là mình có thấy hàng nợ hay là thanh toán liền, thì trong này nó có sẽ lưu nợ là nợ của nhà cung cấp và khách hàng của mình. Đó, nó đầy đủ thông tin. Đó, mình giới thiệu sơ qua. Rồi để cho nó nhanh thì mình giới thiệu sơ qua những vấn đề chính cho các bạn để mà cái việc cần thiết nhất là cái hàng hóa này. Trong danh mục hàng hóa này thì nó có tên hàng hóa này. Nên nên các bạn dùng đơn giản là hàng hóa. Còn nếu mà thêm nữa về chuyên sâu, nếu mà dùng mã vạch như là bách hóa rồi thì nó có dùng cái in mã vạch này. Rồi hiện tại mình sẽ giới thiệu các bạn tên hàng hóa. Cài đặt tên hàng hóa. Các bạn vào tên hàng hóa này. Đó. Thì khi mình bước qua tên hàng hóa thì trong phần mềm này á thì mình đã cài một số sản phẩm sẵn rồi. Chuyên về những cái gì đó, như là những cái mặt hàng thuộc về cái cửa hàng và để xây dựng. Và đây nó có thêm những cái mục như là tôn, bóng tôn này, thép, ống thép này, hay là sờ gồ. Đó, như vậy. Đó là những sản phẩm mình cài sẵn. Bây giờ mình sẽ điền cài thử một nhóm hàng và một tên hàng để cho các bạn biết cái cách để nếu như các bạn có mua phần mềm thì các bạn làm được. Đây mình sẽ thêm đây, bước thêm các bạn thêm nhóm thấy không? Đây là cái mục mã hàng tự động nhảy, nếu mà không cần thì để nó tự động nhảy, cần không thì đây thêm nhóm. Đây hiện tại mình có 5 nhóm: phụ kiện, sơn, thép, tôn, sờ gồ. Mình ví dụ như mình thêm một nhóm, mình thêm này, mình thêm là xi măng đi.
Ximen. Đó. Rồi, tên xi măng là Ximen. Ximen. Rồi. Thêm. Xong. Đơn giản các bạn ha. Rồi giờ mình sẽ tạo những cái tên sản phẩm thuộc về xi măng. Thì mình chọn xi măng là mình chọn. Đây. Thì mình có xi măng. Xi măng. Hà Tiên. Một. Enter. Cái đây xi măng Hà Tiên một các bạn báo theo bao thì bạn có bao bao có bao. Enter. Bao. Rồi, các bạn bán số tiền là bao nhiêu một bao, ví dụ như là 88.000 vào đó. Nó có nhiều giá, giá 1, giá 2, giá 3. Nghĩa là nếu các bạn bán giá theo bán giá lẻ đại lý khác nhau, ví dụ như đại lý đi, các bạn bán giá 2 đi là 87.000 đi. Sau các bạn bán F1 là lưu. Đó. Đó thì mình hướng dẫn các bạn cách là hiện tại là mình sẽ tạo xong, mình đã cài đặt xong một nhóm hàng và một tên hàng rất đơn giản các bạn ha. Rồi rất là đơn giản. Xong mình thoát, đó là mình cào tạo sản phẩm. Rồi mình mới cài xong sản phẩm là xi măng. Rồi bây giờ mình muốn nhập kho mặt hàng này thì sao? Các bạn vào nhập kho này. Mình sẽ đi từng bước từng trình các bạn biết. Nhập kho, vô nhập là nhập nhập kho. Như mình gõ cái tên là xi măng. Đó, xi măng này. Thì nó lên bây khi mình gõ chữ C thì tất cả các mặt sản phẩm cùng chữ C này hiện lên, rồi mình chọn xi măng mình nhập. Đây. Khi mình nhập thì có này. Đó, nhập là 50 bao. Một bao mình bán 88.000. Ừ, nhập nhập vào là 80.000 một bao đi. Đây là giá đầu vào. Rồi xong. Rồi mình muốn nhập một phần tiếp theo như Sago đi. Sago. Sago. Thì mình gõ cái từ xà thì tất cả Sago hiện lên. Ví dụ mình nhập có Sago 25 nha 50. Đây. Nhập là 50k. Giá mình bán ra là 2.000. Nhưng nhập ra 1.500. Rồi tiếp tục nhập tiếp Sago 30 60. Rồi mình nhập 100k, 100 cái. Rồi bán nhập là 1.500 đi. Rồi, đó mình nhập xong. Xong các bạn muốn thoát là sao? Đó. Đó là các bước là cài tên sản phẩm rồi nhập kho sản phẩm. Rồi giờ các bạn đã cài sẵn rồi, giờ các bạn bán hàng. Mình sẽ làm cái bước đơn giản thôi. Thì cái mặt hàng cái phần mềm này là nó mình giới thiệu sơ qua những cái sẵn cái bước chính để các bạn, nếu mà các bạn biết sau này để cài thêm cái quên thôi. Còn những cái mình sẽ bán hàng để mà đi qua nhanh để bán hàng các bạn xem, rồi mình xem được cái báo cáo công nợ như thế nào. Rồi giờ mình bán này. Vì maximum gặp chữ C trước thì tất cả hai mặt hàng C lên, mình chọn mũi tên xuống, enter Sima. Mình bán được như hai bao số 2, enter rất nhanh, tương tự mẹ Sago ở chữ xà cho Sago 25 nhân 50, enter mình bán 10 cây đi, 10 cái enter. Rồi xong, tất cả mình bán hàng xong. Nếu các bạn hàng xong thì nếu có cách nào bán lẻ không cần tới khách hàng thì xong bạn bấm F12 là thanh toán đồng ý. Anh tôi view các bạn ha, đây mình view một hóa đơn cho các bạn xem như thế này, thì sẽ có là tên cửa hàng, địa chỉ, điện thoại, số hóa đơn và sản phẩm lên ra rất rõ ràng, người bên nhận bên giao. Đó, đây là một cái có hóa đơn mình in ra. Nếu như các bạn có máy in thì nó luôn, hiện tại mình đang giới thiệu trên cái phần máy tính thì mình in view lên cho màn hình cho các bạn xem, thì giống như là có có hóa đơn in ra máy in thôi, rất rõ ràng như thế này. Đó là một hàng in ra. Tiếp tục giờ mình bán cho một khách hàng thân thiết như thế nào. Như mình bán xi măng, ở xi măng mình mua tên xuống enter nhập bán 5 bao đi. Tôi tương tự như vậy, bán tiếp khách hàng thứ hai Sago. Mã Sago 30 60. Enter xuống bán 20 cái. Enter. Rồi nếu như các bạn có khách hàng bạn nhập điện thoại ở đây nó tự động nhá 0909 không có khách hàng này không có, thì mình sẽ nhập có tên với như tên khách hàng chứ, nhập khách hàng tên khách hàng
nhập khách hàng Trương Văn Thành. Rồi địa chỉ Bình Dương, rồi số điện thoại nhập luôn vào đây nếu có điện thoại. Rồi mình thanh toán, mình đồng ý đây. Thì lúc này nó sẽ in lên hóa đơn đây, khách hàng tên là Trương Văn Thành, số điện thoại 0909 771123 và địa chỉ là Bình Dương. Đó, số tiền mua là 480.000 đồng. Đây mình thắng tiền mặt thì tiền mặt đó. Thì mình mới bán khách hàng xem, các bạn xem là một khách hàng bán lẻ bình thường là không có khách hàng khách văn lai, khách thứ hai là khách hàng thân thiết có tên. Rồi tiếp theo mình báo khách hàng nợ tiếp, giờ mình bán nợ đây, khách hàng là tiền mặt. Xong ví dụ mình bán tiếp khách hàng thứ hai là tiền khách nợ đi, xin bán tiếp 63 tương tự như vậy. Sài Gòn cây nữa đi. Rồi giờ nếu nợ mình nhập mã khách hàng, cái đồng thời khách hàng thông qua mã tên Trương Văn Thành đây, Trương Văn Thành. Rồi bây giờ nếu khách hàng này tới mua nợ thì mình sẽ bấm nút thanh toán nợ đây, thanh toán nợ. Rồi 548.000 đồng ý còn xem đây, tổng số tiền là 548.000 là tổng cộng, và phở thanh toán là 548.000 là xong. Rồi khi các bạn khách hàng xong thì các bạn thấy trên màn hình này nè, trên màn hình dưới đây đó, các bạn thấy là tiền thu tiền mặt này, hôm nay các bạn bán là tiền mặt thu vô thực tế là 676.000 đồng, và các bạn bán nợ là 548.000 đồng đó. Thì nó rất rõ ràng các bạn phải không? Hôm nay bán nợ là 548.000 và tiền mặt thu vào là 676.000 đồng. Đó, đây là số tiền vừa thanh toán xong. Thì trong mục này nó có thêm những cái mục là giảm tiền này, giảm phần trăm hay là VAT. Cái đây là phần mềm nào nó cũng có, cho nên mình không giới thiệu. Cái đây là nếu các bạn bán hàng, các bạn có thể giảm tiền khách hàng hoặc là giảm phần trăm cho khách hàng hoặc là cộng VAT. Đó, trong này nó có sẵn hết các bạn ha. Rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình bán hàng xong thì cái mục cần thiết là mình xem cái báo cáo doanh thu hôm nay mình bán những sản phẩm gì và tổng tiền bao nhiêu. Thì các bạn vào đây, vào báo cáo thì báo cáo bán hàng, thì lần này thì các bạn thấy này, doanh thu thì hóa đơn, doanh thu hóa đơn này các bạn thấy không, là tổng hôm nay mình bán được số tiền là tổng là 1.224.000 đồng. Khách lẻ là mua là không có tên là 196.000 đồng. Anh Trương Văn Thành này anh bán thu tiền mặt cho anh ta là 480.000 đồng, và cũng anh này mua bán nợ cho anh này là thì 548 đồng. Thì trong hôm nay mình bán 3 hóa đơn, có 2 hóa đơn là thu tiền mặt và 1 hóa đơn là công nợ. Rồi mình muốn biết là theo chi tiết bán hàng, bốn chi tiết, thì hôm nay chi tiết thì mình bán cái gì, sờ gù 25-50 mình bán là 10 cái, và sờ gù 30-60 bán được 30, và xi măng Hà Tiên 1 bán được 13 bao. Đó, rất là rõ ràng. Tổng số tiền bán được hôm nay là 1.224.000 đồng. Đó là chi tiết. Rồi mình muốn biết là cái chi tiết theo khách hàng thì gói vô khách hàng này. Khách hàng này. Đó. Thì hôm nay mình biết là, ví dụ mình biết là anh Trương Văn Thành mua những cái gì thì mình list double ra. Thì hiện nay là anh Trương Văn Thành này. Ngày hôm nay anh mua cái gì? Là anh mua Sago này. Bao 60 là 20 cây. Xe Hòa Tiên 5 bao, sơ gồ này 10 cây, và xe Hòa Tiên 16 bao là anh mua trong ngày 2 qua đây. Đó, rất rõ ràng. Rồi tương tự như vậy, thì trong cái chi tiết khách hàng này nó in ra, các bạn thấy rõ ràng này, trong cái chi tiết bán hàng của chi tiết khách hàng này thì có hai mặt hàng là thanh toán tiền mặt và hai mặt hàng là nợ. Cho nên mình rất rõ ràng khi mà mình bấm vào cái chi tiết khách hàng thì mình biết trong này những mặt hàng nào là nợ, khách hàng mua nợ, và những mặt hàng nào khách hàng là mua tiền mặt, rất rõ ràng. Đây là nó có dư nợ này, đó là. Còn nếu như bấm theo nhóm khách hàng thì nó có theo nhóm, mới có theo nhóm khách hàng thì mình chọn là hôm nay đó, thì nó hiện lên tổng nhóm khách hàng. Thì anh Trương Văn Thành này anh mua những sản phẩm nào, rất rõ ràng.
tổng số tiền là 1.018.000 đồng. Rồi mình muốn biết hôm nay mình lãi lỗ bao nhiêu tiền trong ngày hôm nay thì mình sẽ click vào cái mục là lãi lỗ. Đây, lãi lỗ theo đơn hàng, mình click vào. Lãi lỗ à, lãi lỗ là mình chưa có phân quyền nên nó không được được xem. Rồi mình xem lại lỗ có lãi lỗ, mình bọn chưa được phân quyền để xem. Rồi mình sẽ xem phân quyền, mình xem cái lãi lỗ như thế nào. Hệ thống mình chưa phân quyền, mình xem cái lãi lỗ, xem lãi lỗ hiện giá vốn bán hàng, xem lãi lỗ. Đây, rồi mình cho mình xem lãi lỗ. Đây đó. Thì hôm nay mình bán như thế này đã 1.224.000 đồng, thì mình sẽ lãi được là số tiền là 124.000 đồng. Thì nếu mà lãi trên từng hóa đơn, đây hóa đơn này mình lãi được 16.000 đồng, hóa đơn này lãi 5.000 đồng, hóa đơn này lãi 4.040.000, hóa đơn lãi 10.000, hóa đơn này lãi là 48.000, một hàng này lãi 5.000 đồng. Còn lãi lỗ theo chi tiết, lý trúc theo chi tiết này. Đó, hôm nay chi tiết này riêng cái sợi gùa 25-50 mình lãi được 5.000 đồng, sợi gùa 30-60 lãi được 15.000 đồng, và xi măng Hà Tiên mình lãi được là 104.000 đồng. Đó, thì cái phần mềm này nó rất là rõ ràng, thì các bạn xem được những cái chi tiết lãi lỗ trên từng đơn hàng, chi tiết lãi lỗ chi tiết trên từng mặt hàng, và có thể là lãi lỗ trên từng khách hàng rất là rõ ràng. Rồi các bạn xem được những cái báo cáo doanh thu hàng ngày chi tiết lãi lỗ xong, thì các bạn muốn xem được cái công nợ thì vô đây, công nợ khách hàng phải thu, click đây thì sao mình chọn xem. Thì anh Trương Văn Thành này đang nợ số tiền là 548.000 đồng. Đó, muốn biết nợ những sản phẩm nào, hóa đơn nào thì mình click tiếp vào, thì nó sẽ ở đây là nợ này, hóa đơn này, xi măng Hà Tiên là 6 bao và sợi gù là 10 cái. Đó, rất rõ ràng các bạn ha. Rồi xong rồi muốn biết cái tồn kho thì vô hàng kho này, xem tồn kho, mình bấm xuất nhập tồn kho, tồn kho đây. Đó, có thấy không, rõ ràng không? Hôm nay mình nhập này, số lượng ngày nhập trong kỳ mình nhập, xi măng Hà Tiên nhập 50 bao, sợi gù 50 nhập là 10 cái, sợi gù 30-60 nhập là 100 cái. Thì lúc này mình xuất là bao nhiêu? Xuất đi xi măng xuất 18, 50 xuất 13 còn 37, sợi gù 25-50 xuất nhập 50, xuất đi là 10 còn lại là tổng là 40. Tương tự sợi gù 30-60 nhập 100, xuất 30 còn lại là 70. Thì hôm nay mình biết hàng lại là mình sẽ còn số tiền tồn lại trong cửa hàng mình là 3.125.000 đồng. Cái số tiền tồn này và số lượng tồn này để mình biết được cân đối cửa hàng mình là trong thời gian hôm nay là mình bán được những sản phẩm nào, và hiện tại còn tồn là số lượng bao nhiêu, và số tiền vốn mình còn tồn trong cửa hàng là bao nhiêu tiền. Đó, rất rõ ràng. Đó là cái số tiền tồn. Rồi mình đó là số tiền thu nhập. Rồi các bạn muốn xem tiếp cái phần là thống kê xuất bán. Xuất bán đây. Đó, hôm nay bán những sản phẩm nào. Tương tự như vậy. Thống kê xuất hủy là không có. Thống kê nhập. Đó. Mình nhập này, thống kê nhập này là mình nhập là tổng số tiền vốn là 4.225.000 đồng. Thì tổng kê xuất đó là xuất đi là 1.224.000 đồng, rồi còn tồn là 3.125.000 đồng. Đó, mình biết được cái tổng đầu vào, tổng đầu ra và tổng phần còn lại để mình biết được cân đối cửa hàng để mình nhập vào và mình bán ra trên hơn. Đây là chi tiết nhập của ngày hôm nay. Rồi bản kê phiếu nhập. Đó, phiếu nhập hôm nay anh nói là chi tiết rõ ràng.
Đây là mình giới thiệu cho các bạn cái phần mềm chuyên bán hàng cho cửa hàng hoặc là xây dựng trong cái nội thất, như là bán sơn, tìm sơn hay là sờ gù, xi măng, tôn và cửa hàng điện nước. Quản lý rất là chặt chẽ vì mô hình bán hàng dập chút tồn kho, công nợ khách hàng rất là chi tiết. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới đây, thì mình sẽ giới thiệu tiếp những video sau có những tính năng sau khác hơn. Thì hôm nay mình tạm dừng ở đây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.